Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những bước cha cơ bản cho người mới bắt đầu tập. Chúng ta cùng vào bài. Mình sẽ dẫn các bạn bước cha đầu tiên, đó là bước cha ngang. Bắt đầu bằng chân phải. 1 2. Cha. 1 2. Cha. 1, bước chân phải ra. 2, nhấc chân trái. 3, thu chân phải về và lắc. 1 2. Cha. 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 Tiếp tục đổi chân, làm ngược lại với chân trái. 2 2. Cha. 2 2. Cha. 2 2. Cha. 2 2. Cha. Chúng ta sẽ làm cả hai bên. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 3 2. Cha. 4 2. Cha. Các bạn cứ làm đi làm lại nhiều lần. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 3 2. Cha. Và 4 2. Cha. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 3 2. Cha. Và 4 2. Cha. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn các bước của cha ngang. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cha dọc. Cũng bắt đầu bằng chân phải. 1 2. Cha. Mình làm lại nhé. Lùi chân phải này, đếm 1 này, nhấn nháy chân trái này, 2 này, tiến chân phải này, 3 này, nháy chân trái này, cha này. Mình làm lại nhé. 1 2. Cha. Làm lại. 1 2. Cha. Tiếp tục đổi chân với chân trái, tiến 2, nháy chân phải 2, lùi chân trái, cha. 2 2. Cha. 2 2. Cha. Mình làm lại cả hai chân nhé. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 1 2. Cha. 2 2. Cha. Tiếp tục mình sẽ làm nhanh hơn một chút. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 1 2. Cha. 2 2. Cha. Bước cha dọc này thì các bạn có thể lùi chân phải trước hoặc tiến chân phải trước đều được, lùi tiến đều được. Mình làm lại lần nữa. 1 2. Cha. 2 2. Cha. 3 2.
chà cha. Và 4, 2, cha chà cha. Mình sẽ làm hướng dẫn các bạn bước cuối cùng của cha cha là cha cha xoay. Bước đầu tiên thì là bước cha bình thường. 1, 2, cha chà cha. Bước thứ hai, khi bước chân trái lên, đồng thời xoay chân phải. 2, 2, đó, cha chà cha. Bước chân phải lên và xoay chân trái. 3, 2, cha chà cha. Và 4, 2, cha chà cha. Mình làm lại này. 1, 2, cha chà cha. 2, 2, cha chà cha. 3, 2, cha chà cha. Và 4, 2, cha chà cha. Các bạn nhớ chưa? Bước đầu tiên là bước cha bình thường này. 1, 2, cha chà cha. Bước thứ hai, khi bước chân trái lên, đồng thời xoay chân phải. 2, 2, đó, cha chà cha. Bước cuối cùng là khi bước chân phải lên, đồng thời xoay chân trái. 3, 2, cha chà cha. Và 4, 2, cha chà cha. Lại lần nữa. 1, 2, cha chà cha. 2, 2, cha chà cha. 3, 2, cha chà cha. Và 4, 2, cha chà cha. Đó là bước. Giờ mình sẽ đi lại cả 4 bước cha cha cho các bạn theo dõi. Ngang, dọc, xoay nửa vòng và xoay cả vòng. 1, 2, cha chà cha. 2, 2, cha chà cha. 3, 2, cha chà cha. Và 4,